Quay dạ chào mừng các vị huynh đại đến với shop Sina FF.vn. Dễ chơi dễ trốn dễ góp kim cương, chỉ với 15 đến 20k là anh em có thể nhận đến cho mình là 19.000 kim cương. Link shop Sina để dưới phần mô tả và phần comment đó nha anh em ơi. Quay dạ và hôm nay Sina sẽ đá thách đấu Gwen trong hội Marcolo của bác gấu anh em. Quay dạ nghe nói trong hội Marcolo bác gấu kinh lắm. Hello. Xin kèo MB 5.1 Sina. Chưa có gì vô à, chào hỏi gì nhau à, xin kèo không lại. Nghe nói Sina dạo này Huỳnh bán kẻ thế giới luôn đúng không? Tự xưng mình là vua mobile Việt Nam đúng không? Không, tôi không tự công nhận tôi là vua mobile Việt Nam. Tôi xin khẳng định với các vị huynh đài, tôi sẽ là một con bot. Vị huynh đài, Gwen đây, bắn bình thiết bị gì hả? Tôi bắn bằng mobile. Uầy à, nghe nói vị huynh đài Gwen đây đang lộng hành trên giải bắt gấu Marcolo gì đó hả? Hay à, tạo phòng đi chiến nào. Một ok để tôi tạo phòng nha, vô đi. Quay giờ và nói tới đây anh em cũng biết Gwen là ai. Anh em Gwen FF là một trong những người gọi là đẳng cấp nhất trong mobile trong hội Marcolo, ngang tầm với SW trong việc one shot lẫn cả MB. Nhưng mà SW có thể là MB nhỉnh hơn Gwen nha anh em. Gwen bắn MB cũng ok hết đấy chứ đùa đâu. Và đây là trận đấu giao lưu nha, không có tiền bạc gì anh em. Tại vì Sina thấy Gwen này đang gọi là đẳng cấp nhất trong bot và đang là thiết bị mobile gọi là ok phết đấy chứ đùa, đang lộng hành trên Marcolo. Ơi vô đầu 442 máu rồi. Cái gì vậy? Được của nó đấy. Đấy, thấy chưa anh em? Và Sina cũng đang tìm kiếm một đối thủ gọi là xứng tầm trên thiết bị mobile để luyện tay anh em à. Và Sina cũng đang luyện MB. Cái khả năng MB của Sina kém lắm anh em à. Luyện one shot ngày nào cũng luyện one shot, chơi one shot giết. Cái trình MB nó gọi là holy shit. Ôi bốn đỏ rồi chưa chết nữa. Gì quá đấy. Ui dạ đúng là trong hội Marcolo của bác gấu không có gì ngoài đẳng cấp anh em à. Trong hội Marcolo của bác gấu là phải diệt xét các kiểu gọi là tỉ mỉ, tìm kiếm tài năng là phải thật nha anh em. Ui dạ Gwen cho Sina hai nho anh em ơi. Gán cố gắng lật kèo bắn kỹ xíu, nãy giờ bắn ẩu quá. Bắn toàn hở người cho Gwen bắn không anh em. Xem thường đối thủ. Nhà Sina cũng nói luôn nha. Solo anh em đừng bao giờ xem thường đối thủ anh em. Đấy, tập trung bắn, cứ tưởng nó là một bộ đồ đi bắn. Ơi, cái gì vậy? Kẹt rồi, ông nói ơi, chết bo, slide, bắn thôi. Nhẹ rồi em. 1-2 anh em ơi, bắt đầu lật kèo lại thôi chứ. Khó chịu lắm và cái mùa này UMB ấy, là một khẩu súng tiểu liên gọi là bá nhất trong cái việc solo nha anh em. Mạnh hơn cả MB và linh hoạt hơn, cầm UMB nó cảm giác nhẹ, nó bay bổng, thoải mái, mua mấy các kiểu gọi là amazing good shot luôn. Có gì anh em hỏi tại sao Sina bắn không bắn MB? Anh em thấy không? Tem thằng địch nó toàn bắn UMB thế này, Sina bắn MB là phải gọi là thiệt thòi không? Lật không cắm. Ui, bay mũ rồi. Lật không cắm nha anh em, lật chỉ cho bắn mà. Cái gì vậy? Ui giờ Sina phải đeo tai nghe vào mới được anh em ơi, không nghe tiếng chân anh em. Ta Gwen móc ghê quá. Ui, full người. Rồi đau rồi, ba giáp rồi anh em, ba giáp rồi, Gwen ba giáp rồi. Giờ bắn không được vô đầu thì bắn vô người anh em. Miễn thôi chết là được rồi, không cần đẹp mắt gì hết, Sina bắn hiệu quả anh em. Đấy, solo là mình đừng có gọi là tâm lý anh em. Mình chơi điện thoại, thằng kia chơi PC mình cũng đừng có bao giờ sợ. Kỹ năng của mình tự tin vào kỹ năng của mình đi. Mình chơi PC thì mình chấp nó chơi PC luôn. Đấy, khả năng của mình phải gọi là amazing good job man, gọi là đẳng cấp nhất Việt Nam. Cứ tưởng tượng là vậy đi. Đấy, Sina. Đấy, mỗi lần Sina mà solo với những người mà tay to ấy, nổi tiếng anh em. Trong đầu Sina chỉ nghĩ với mình là một cái gọi là gì đó đẳng cấp nhất, thấy không? Đừng có sợ bố con nào hết, cứ bắn thoải mái luôn. Đó, đẩy như công như một thằng điên anh em. Chơi cái gọi là bắn tiểu liên anh em đừng bao giờ bắn thủ nó thiệt lắm anh em à. Anh em đẩy lên cho mình, đẩy lên anh em đè banh giáp đó, đè vô cái đầu nó vuốt lên, đấy như thế này, đấy cứ sơ hở là chết. Anh em cứ thủ anh em bật keo anh em lui về để làm gì? Một trong khi một trận đấu mà hai thằng thủ là trận đấu nó kéo dài tới bo cuối luôn anh em à. Anh em cứ đẩy lên bắn cống hiến như thế này nói hai thằng lao qua xé gió luôn đấy, bắn viên đạn thằng nào trúng vô đầu nó nhiều hơn nó chết, còn ông ấy là vô người cũng được này. Đấy, thấy chưa, một pha bắt bài. Cái pha này mình xin ra bắt bài nha anh em, di chuyển mà cái thằng địch đưa đầu vô cho bắn, cái đó người ta gọi là bắt bài anh em. Còn anh em mà bắn đẩy mà kia nó lui á, mình cứ đẩy tiếp bắn như nào cho nó yếu máu chết thì anh em, càng lui là càng chết. Mình cứ đẩy lên trừ khi nó gọi là xé ngang với mình, nó vô đạn, vô nhiều đạn vô đầu hơn mình thì nó may ra thì nó ăn. Đấy, hãy lướt qua đời nhau. Rồi xin lỗi thế anh em, hôm nay Sina xin lỗi nè, trời chết luôn rồi,
4 điều anh em. Marcolo bắn kinh lắm anh em à. Ai đã vào là Marcolo, cái trình của họ phải gọi là số 1 rồi, số 1 trên thiết bị di động rồi. Trong Marcolo chỉ có SW và G gì nè, Gwen anh em. Đấy, chỉ có hai người trên thiết bị mobile gọi là trong hội Marcolo thôi. Còn China thì China giàu lúc nào chả được anh em. China không muốn giàu thôi, China giàu trong đó gọi là bán hành cho địch anh em à. Còn trận này bắn giao lưu thôi chứ ấy chết nữa rồi. Và Sina cũng muốn nói luôn với anh em, bữa nào mà Sina bắn không full đỏ thì là cái cảm giác tay của mình ấy nó phải gọi là không có được nuột anh em, là anh em phải ngủ một giấc đấy, chừng nào ngủ xong anh em tỉnh dậy cảm giác tay anh em cỏ lại. Vì tại sao anh chơi nhiều gì anh chơi nhiều quá nó nhạt cái tay, nó không cảm nhận được cái tay anh em, hạn chế chơi lại đấy. Bữa nào anh em cứ để ý đi, có bữa thì anh em vuốt full đỏ mà có bữa thì anh em vuốt full vàng, rồi các anh em vô anh em chỉnh DPI các kiểu, đừng bao giờ chỉnh DPI luôn. China nói thiệt, đừng bao giờ đụng vào cái DPI, nó sẽ làm rối loạn cái điện thoại của anh em và ảnh hưởng cái điện thoại anh em sau này. Và anh em hạn chế chỉnh DPI lại, China có chỉnh gì đâu, China chỉnh H thôi, nhớ không, bắn là ra đạn vào đầu, ra đạn vào đầu, nhớ không, không cần chỉnh DPI đi biết gì hết. Anh em nào muốn xem cái bản hack của Sina thì anh em hãy giúp Sina đạt 20.000 subscriber rồi nhớ bật chuông thông báo để xem những video mới nhất và like share cho Sina đi. Đủ 20.000 đăng ký Sina sẽ show DPI bắn như hack luôn, không full đỏ, không tính tiền. Đấy. Trên điện thoại nha anh em, không phải là iPad PC gì đâu. Đấy, đẳng cấp. Đẳng cấp người ta công nhận trên điện thoại thôi, còn PC nha iPad thôi rồi, nói làm gì anh em, game mobile mà. Trời trời sấy vậy trời, vô đầu hay dân đỏ rồi, chưa chết nữa trời. Gì đó, what the hell. Quay dài vậy cái rồi 6 năm, chết bò cái 6 năm. Trời trời, quế tẹo trời. Chẳng lẽ nào tôi ra. Ôi dạ, amen, amen, amen. Ôi ôi ôi, cơ hội là đây chứ đâu, 6 điều là đây rồi. Yếu máu rồi, 500 máu, vô đầu hay viên, ây nha. Toan rồi, toan sẽ quên tôi rồi. Toan rồi quên rồi, toan rồi quên Marcolo rồi, Marcolo rồi. Cái đây, chờ điểm thua xíu nè. Cái đây, cái đây. Đúng là con trai của ta. Ôi, vậy cái là 6 điều rồi, chán thì chứ. Thôi, 6 điều anh em ơi, phân thắng bại anh em ơi. Tặng bông thôi, tặng bông, tặng quà, cắm cờ, các kiểu rồi gì. Ai win, win, theo luật quốc tế 6 điều rồi, cứ làm quà. Đấy, kỹ năng gọi là ngang nhau vậy anh em, luật quốc tế mà. Rồi xong, anh em nhớ lấm like, share, Sina nha anh em. Bye bye.